ngưỡng mộ một bạn nữ sinh công giáo, tân cử nhân, một tấm gương quá sáng giữa cuộc sống hiện nay. Thành Long Vlog xin kính chào cộng đoàn. Việc làm dấu thánh giá trước khi ăn uống để cảm tạ Chúa là một điều vô cùng thiêng liêng. Ấy vậy mà có nhiều người vẫn còn e ngại làm dấu ở nơi đông người. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy các ca sĩ, nghệ sĩ, vận động viên thể thao người công giáo làm dấu thánh giá để cảm tạ Chúa trước một chiến thắng nào đó. Câu chuyện sau đây cũng thật khác và là bài học cho mỗi bạn trẻ công giáo chúng ta. Luôn luôn ý thức rằng mình là con cái Chúa. Hãy tuyên xưng Chúa trước mặt người đời. Theo trang Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam, Liên đoàn Andre Phú Yên, Tổng giáo phận Sài Gòn chia sẻ: Xin chúc mừng con gái của nhạc sĩ, công giáo Võ Văn Thức, bạn Maria Võ Trần Phương Uyên đã tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Văn Lang. Bạn hiện là huynh trưởng tại Sứ đoàn Ba Ngôi, Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Tân Định, nên cách lên nhật bằng của bạn mang đậm nét Thiếu nhi Thánh thể. Ước mong ngày càng có nhiều huynh trưởng chúng mình luôn trau dồi kiến thức, gia tăng đời sống đạo đức và luôn sống đúng với tinh thần Thiếu nhi Thánh thể trong mọi lúc mọi nơi. Ban truyền thông Liên đoàn. Trên trang của nhạc sĩ Võ Văn Thức, ông cũng tự hào chia sẻ video khoảnh khắc biết ơn. Tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con biết lấy gì mà đau buồn, con biết lấy gì mà đền đáp Chúa suốt đời con. Như độ thanh xuân ngày Thiên Chúa, ngày đã quyến rũ con. Và như chúng ta cũng thấy, bạn Maria Võ Trần Phương Uyên đã rất tự tin để tuyên xưng Chúa bằng việc làm dấu thánh giá để cảm tạ Ngài trước rất đông đảo các thầy cô giáo và nhiều tân cử nhân trường Đại học Văn Lang. Việc làm của bạn tuy đơn sơ nhưng là lời nhắc nhở cho mỗi bạn trẻ công giáo chúng ta luôn ý thức tạ ơn Chúa trước những thành công trong cuộc đời của mình dù là một thành công nhỏ nhất. Nguồn nhạc sĩ Võ Văn Thức. Nguyện xin Chúa chúc lành tới bạn và gia đình. Xin Ngài ban muôn ơn lành tới Việt Nam chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.